Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy và bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi sáng thứ bảy chúng ta vẫn có chương trình tán gẫu tức là đề tài được mở rộng hơn mong là ngày hôm nay quý vị có những đề tài không khá, à, không có giống như là những cái đề tài mà quý vị thảo luận trong cái thời sự trong tuần mong là chúng ta có theo những ý kiến khác cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta như thường lệ bước vào trong cái à, chương trình tán gẫu của chúng ta rồi lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị Ok Anh Phong sao Mỹ không đặt vệ tinh satellite gì đó Gần trung cộng theo dõi nhất cử nhất động của họ Sao quý vị biết là không có Vệ tinh nằm ở trên không gian Khi cần nó di chuyển là nó di chuyển Và nó nằm ở trên cái không gian vũ trụ Rất là dễ di chuyển Ok Có điều là họ có công bố những tấm hình này hay không thì không biết Đó là bên phía của chính phủ Còn phía tư nhân thì họ cần phải có môn bài của chính phủ là những cái công ty mà satellite tư nhân của Hoa Kỳ thì cần phải có những cái môn bài khi mà họ chụp hình hay là họ có những cái hoạt động ở trên cái không gian vũ trụ mà nó thuộc về một số những cái quốc gia khác nha. Rồi tiếp tục à, trận chiến giữa Nga và Ukraine Liên Hợp Quốc không can thiệp làm sao nhưng chiến tranh Anh? họ can thiệp chứ họ can thiệp bằng chính trị và ngoại giao họ không can thiệp bằng quân sự. Liên Hiệp Quốc vẫn cố gắng can thiệp và các nhân vật trong Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục vận động để chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng họ chọn giải pháp ngoại giao và chính trị, họ không chọn giải pháp quân sự nha. Yeah. Rồi tại sao Đài Loan không đưa thủy lôi xung quanh hòn đảo của mình cho an toàn về anh? Có chứ, có điều là họ không nói cho mình biết thôi, đâu phải là họ không làm. Thứ nhất là Đài Loan đã làm những chuyện này, không những hệ thống phòng thủ ở trên mặt đất, à, chiến đấu cơ ở trên bầu trời. Kể cả những thủy lôi ở dưới mặt nước cũng đã được họ làm Có điều là gì quý vị Họ có những cái thủy lôi khá đặc biệt Những thủy lôi này là những thủy lôi định vị Tức là họ xác định được cái vị trí của thủy lôi Do đó thì à, nếu như mà tàu đánh cá mà đi ngang những cái thủy lôi này đó Thì họ sẽ được báo động là tránh cái khu vực đó Để tránh đi đụng vào thủy lôi Đó là phía của Đài Loan họ làm Nhưng có điều là Trung Quốc có biết hay không thì không biết nha Rồi tiếp tục Ok à Chú ơi cho con chúc bớt đê cô Mai à, Chúc cô Mai thật nhiều sức khỏe Dạ hôm nay là bớt đê chính thức của Phượng Mai à, 29 tháng 10 Cảm ơn con rất là nhiều Rồi à Có khả năng dân Việt Nam sẽ bị cai trị như dân Bắc Hàn không anh Phong Có chứ Bây giờ nó đang đi vào tình trạng đó Có điều là gì à, Trong 20 năm 25 năm 27 năm Kể từ khi mà Bill Clinton à, ban giao đó quý vị thì tương đối tình hình của Việt Nam nó được phát triển trong 27 năm qua nhờ vào cái sự ban giao với Hoa Kỳ. Tuy nhiên thời gian gần đây thì nó sẽ có một cái hướng đi khác, tức là phía cộng sản của Hà Nội thì tiếp tục duy trì quyền cai trị và họ sẽ dựa hẳn vào Trung Quốc để nắm quyền cai trị. Ngược lại thì chính sách Hoa Kỳ đã chuyển đổi là họ đòi hỏi các quốc gia tại Á châu trong cái chiến lược chuyển trục về Á châu là phải rõ ràng lập trường không có hai hàng nữa thì trước sau gì cũng đi tới tình trạng một là sẽ giống như Bắc Hàn. Còn hai là cộng sản nhấn nút biến khỏi Việt Nam. Nó sẽ đi tới cái kết quả này nha. Rồi tiếp tục à anh cho biết ý kiến về tân thủ tướng Anh, chưa biết hiện nay ông Sunak được xem là người gốc da màu đầu tiên trở thành thủ tướng, nhưng mà tôi đã nói với quý vị, tình hình chính trị của Anh rất là phức tạp. Không có đời thủ tướng nào mà đi hết nhiệm kỳ nổi trong mấy năm qua. Gần như là từ trước, à, trước khi hết nhiệm kỳ. Do đó thì tôi không biết ông Sunak có chịu nổi cái áp lực này hay không. Quý vị thấy bà Theresa May, ông Boris Johnson, bà Lee Truss Bốn đời và tới ông Sunak là bốn đời thủ, thiến, thủ tướng. Thì quý vị, bốn đời thủ tướng này rất là căng. Và tôi chưa biết được là ông ta có đủ à, bản lãnh vượt qua được những cái uh, thách thức hay không. Bởi vì nghị viện của anh là một cái nơi tôi nói là nó khủng khiếp lắm nó khủng khiếp vô cùng nó cái là cái sự tranh cãi gay gắt và lập trường rõ ràng nó đi tới quyết liệt vô cùng nhưng mà đó cũng là một cái điều tốt mà cho người ta người ta thấy được là những ai không đủ khả năng phải từ chức đó là cái mà tôi thấy được nha rồi tiếp tục à em ở việt nam lúc này có nên bán đất mua vàng không anh phong mong anh cho em lời khuyên theo tôi thì thị trường địa ốc đã đứng lại muốn bán cũng chưa chắc bán được Thứ nhất là đó là cái mục đích của nhà cầm quyền luôn Họ muốn quý vị biến đất đai bán ra để trở thành tiền mặt Và họ không muốn quý vị mua vàng đâu Họ muốn quý vị gửi tiền vào ngân hàng Đó là mục đích của kẻ cai trị nhờ Do đó quý vị bán đất trong giai đoạn này tôi thấy không có lợi Không có lợi Bởi vì thứ nhất giá bán không cao Thứ hai Nó chưa chắc quý vị mua vàng được với cái số lượng lớn nữa Do đó cuối cùng tiền quý vị vẫn phải để trong ngân hàng và để trong ngân hàng thì cứ bị biết chuyện gì xảy ra nha rồi ok tiếp tục wow à. ok chú phong cho hỏi nam hàng có vũ khí hạt nhân không trên nguyên tắc nam hàng không có nam hàng mới được chế tạo vũ khí độ khoảng mà gần hai tập niên trở lại đây sau khi mà nam hàng chuyển qua một thể chế dân chủ Trước đó dưới thời chế độ công việc thì Nam Hàn cũng không được phép theo cái hiệp ước của đồng minh. Thì Nam Hàn không có được sản xuất vũ khí mà mua vũ khí của Hoa Kỳ. Chỉ có sau cái giai đoạn của ông Kim Đa Chung, tức là ông Kim Đại Trọng đó, lên làm tổng thống từ thập, từ năm 1996 rồi sau đó cải tổ kinh tế. Thì khi mà kinh tế bắt đầu phát triển từ năm 2002 thì Nam Hàn bắt đầu là đã bắt đầu có cái khuynh hướng là chế tạo vũ khí đi. Thì họ chế tạo được cái công nghiệp đóng tàu của họ và công nghiệp uh, ngành công nghiệp nặng của họ đó đã chế tạo được uh, thiết giáp và các cái uh, tàu chiến vân vân thì uh, họ chế tạo được những cái này có điều họ không có uh, cái kỹ thuật về nguyên tử họ không có và họ cũng chưa có ý định phát triển vũ khí nguyên tử hay hạt nhân họ chỉ chế tạo những cái loại vũ khí bình thường để mà bán thôi thì uh, Nam Hàn hiện nay là một trong 10 quốc gia có cái vũ khí bán trên toàn cầu nhưng mà họ họ không bán những cái vũ khí hàng nhẹ họ chế tạo những vũ khí hàng nặng nha rồi tiếp tục wow à, các bạn vào khá nhiều à, ok à rồi à, lướt qua à, ok à, là cho tôi rà lại chút xíu cái cái phần của các bạn nếu không thôi là không có đọc được nha rồi Ok, đảng Cộng Hòa lấy lại lưỡng viện, ông 45 có ra tranh cử không? Cái này quý vị phải hỏi ông 45 làm sao hỏi tôi được. Nhiều người dự đoán ổng sẽ quay trở lại chính trường Cái đó là dự đoán thôi Chứ không phải là khẳng định Bởi vì theo luật à, Trước à, tháng Giêng năm 2023 Ổng không được phép tuyên bố Muốn tuyên bố phải sau năm 2000, tháng Giêng năm 2023 Nha yeah. rồi, à, cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh có phải do sự thống trị lực lượng cánh tả của Anh Phong? Nột. No. Đó là sự tranh chấp trong đảng bảo thủ, cánh hữu. Anh trong nhiều năm nay là đảng cánh hữu nắm quyền đám cánh tả đã đám cánh tả bây giờ bị đẩy ra đường phố suốt ngày chỉ có đi biểu tình ở đường phố thôi không ngóc đầu nổi bởi vì dân anh vẫn chọn khuynh hướng bảo thủ do đó tại sao họ muốn brexit là anh rời khỏi liên hiệp bảo châu đám cánh tả không muốn đám cánh tả chống lại anh rời khỏi liên hiệp bảo châu nhưng mà đám cánh tả bây giờ không chinh phục được lá phiếu của người dân do đó nó chỉ đi biểu tình ở dưới đường phố là nhiều nha rồi tiếp tục, vụ xăng Việt Nam đang thiếu là do nguồn, do ngân sách cạn hay do đồng, đô đồ la đánh giá cũng không phải luôn, mà là do chính họ không có dự tính về vấn đề gọi là dự trữ xăng dầu. Họ họ chủ trương là có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Cho tới bây giờ tình trạng cuộc chiến tại nga ảnh hưởng tới cái năng lượng thế giới, <laughs> thì bây giờ họ mới bắt đầu tìm cách dự trữ. <laughs> Nhưng mà khi tìm cách dự trữ, thì bây giờ tất cả chi phí đều quá cao. Thứ nhất giá dầu đã lên gấp đôi gấp đôi so với năm ngoái. Thứ hai là chi phí vận chuyển lên cấp gần như cả 10 lần. Họ không đủ tiền để mà chi phí vận chuyển. Và họ cũng không đủ tiền để mà à, mua các cái loại xăng dầu. Và thứ ba nữa vì cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nga cần tiền mặt. Không cho tín dụng nữa. Cho nên họ muốn mua là phải trả tiền ngay lập tức. Đây là những lý do mà tình trạng thiếu xăng tại Việt Nam xảy ra, nha. Rồi, à... rồi tiếp tục vào wow, phiếu dò bên Mỹ tới đâu rồi anh Phong, à... phe nào có khỏi thắng cuộc? thì tôi đã nói quý vị là cho tới ngày 8 tây chúng ta mới biết. Tuy nhiên, nhiều dự đoán ở trên các tiểu bang và các địa phương thì à... khó có thể mà đảng à... dân chủ à... gọi là treo ngược xuồng được, tức là họ có thể bị mất và có nhiều quý vị đặt tính chất minh bạch của cuộc bầu cử. Sẽ có một số những khu vực xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng mà đại đại đa số còn lại thì mỗi một à, dân biểu ở một khu vực đó, ví dụ tôi lấy ví dụ đi, ở cái khu vực ở tại California của tôi là bà Michelle Steel là người đang tranh cử. Đối thủ của bà là Jay che Chen nhân vật người gốc Trung Quốc. Thì quý vị, cho tới giờ phút này cái district của bà à, Michelle Steel á là 62% ghi danh Đảng Cộng hòa. 41% ghi danh Đảng dân chủ. Và phần còn lại chưa quyết định. Thì cái district này là bà Michel, uh, uh, 39% chứ uh, lỗi 38%. Thì quý vị theo cái cuộc thăm dò này thì thấy rõ ràng là cái district của bà Michelle Steele bà không thua được. Thì quý vị cũng tương tự như vậy ở những khu vực khác thì cũng có một số nơi nó 50-50 Tức là đôi bên có sự gây gắt trong cuộc tranh cử Thì có thể sẽ xảy ra một số những cái tình trạng thiếu minh bạch trong lúc kiểm phiếu Và gửi phiếu bầu khiếm diện Nhưng con số này không lớn so với toàn quốc Tại ví dụ như California thì có 53 người dân biểu phải tái tranh cử lại dân biểu của quốc hội đó thì 53 người này chia ra 53 district thì tùy theo mỗi district ví dụ như là ở ở uh, phía Bakerfield là district của ông Kevin McCarthy thì ông nắm chắc phần thắng rồi. Tại ở, ở trên đó hầu hết nông dân gần như 80% là ủng hộ cho Kevin McCarthy rồi. Thì đối thủ cũng đâu có cửa. Hay là bà Nancy Pelosi, bà Pelosi ở San Francisco cái district của bà 90% là dân cực tả rồi. Thì cái đối thủ của bà cũng đâu có cửa để thắng. Do đó, nhiều người hỏi tôi về tính chất minh bạch của cuộc bầu cử đó thì tôi trả lời thẳng quý vị có xảy ra nhưng con số không lớn có xảy ra nhưng con số không lớn và nằm ở những cái district vừa vẽ lại bản tranh cử do đó tôi giải thích để cho quý vị hiểu rõ là đừng có nghĩ rằng là ô toàn quốc sẽ bị như vậy hết no mỗi một tiểu bang ví dụ như ở Texas Texas có ba có tổng cộng là 36 mươi sáu district của hạ viện thì 36 mươi sáu district này làm sao mà họ có thể thao túng được hết từng district? Tại vì có những district toàn là người của Đảng Cộng hòa không? Đây là đây là cái mà tôi giải thích cho quý vị hiểu là đừng có nghĩ rằng là ô oh, nó sẽ thắng nữa. Quý vị, thứ nhất là cái kinh nghiệm của năm 2020. Thứ hai, district của ai? Người nào đang đương nhiệm thì khó lật người ta lắm. Nha, ok. Rồi tiếp tục à wow theo anh phong thành phần cánh tả âu châu có bị đào thải khỏi âu châu không không họ sẽ không bị đào thải tuy nhiên với cái xu thế mới thì họ sẽ bị quân bình quyền lực tức là họ không còn thống trị âu châu dài nữa nhất là lực lượng cánh hữu đã trỗi dậy ở nhiều quốc gia trong đó quý vị thấy ý coi như lực lượng cánh hữu đã nắm quyền rồi ở pháp coi như là nghị viện của pháp thì lực lượng cánh hữu nắm quyền mặc dù ghế hành pháp tổng thống vẫn là tổng thống cánh tả emmanuel macron đúng chưa? Rồi quý vị, ở bên đó một số quốc gia à, vẫn còn đảng cánh hữu bắt đầu trỗi dậy. Do đó, đây chỉ là một cái quân bình quyền lực và không để cho họ thống trị thôi. Có điều là đảng cánh tả trong 30 năm qua, họ xây dựng cái mạng lưới quyền lực của họ không phải chỉ trong lĩnh vực chính trị mà họ xây dựng quyền lực của họ trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và kể cả trong lĩnh vực của kỹ thuật cho nên chúng ta thấy rằng cái quyền lực của họ còn lớn Nhưng mà cái xu thế không còn nữa Tức là sẽ bị quân bình lại quyền lực Ngay cả bây giờ quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia Mặc dù rằng là chúng ta chưa biết được lập trường của ông Elon Musk Nhưng rõ ràng Ông không phải cánh tả Điều khẳng định ông không phải là cánh tả Thì quý vị có thể cho ông là người trung dung cũng được Hay là có hơi nghiêng về cánh hữu cũng được Ông đã mua toàn bộ Twitter rồi Ông đã mua toàn bộ công ty Trader rồi Thì quý vị thấy cái xu thế Mà cái tư tưởng chính trị đối lập Để quân bình cái xã hội đó Nó bắt đầu xuất hiện Trên toàn cầu Tức là những quốc gia nào nằm trong độc tài toàn trị Sẽ có lực lượng đối lập Để đối kháng lại Ở những quốc gia mà một cái đảng cầm quyền lâu ngày Thì bây giờ họ cũng sẽ phải đối diện Với sự đối lập Đây là cái khuynh hướng mà tôi gọi là Quân bình quyền lực của toàn cầu Nó đang diễn ra và chính cái khuynh hướng này nó sẽ tạo ra một cái giai đoạn có thể à, ngắn thì là vài vài ba năm dài thì một vài thập niên là sẽ tạo ra tình trạng hỗn loạn ở một số khu vực đó là cái xu thế của toàn cầu bây giờ nha yeah. rồi tiếp tục ok à, nhật bản có đàm phán mua hệ thống tamahot không anh phong à, đúng không anh phong họ không cần đàm phán họ chỉ cần gì c họ chỉ cần muốn là hoa kỳ cung cấp Tại vì cái hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản Vốn đã có từ sau năm 1952 Do đó quý vị, bây giờ chính Hoa Kỳ muốn Nhật Bản mua Tại vì Hoa Kỳ đã gánh cái an ninh của Nhật Bản suốt 70 năm rồi Và bây giờ họ muốn Nhật Bản phải tự mình à, tăng cường cái khả năng quốc phòng Và họ muốn Nhật Bản phải có vai trò lớn hơn Sau 70 năm Nhật Bản không đóng một vai trò gì trên chính trường quốc tế trong vấn đề quân sự. Thì bây giờ chính Hoa Kỳ muốn Nhật Bản điều này và họ chính vì họ muốn như vậy cho nên Nhật Bản muốn mua bất cứ cái gì họ cũng bán cả trừ nguyên tử. Mà nguyên tử thì Nhật Bản đã có kỹ thuật họ không cần mua. Thì quý vị do đó nước Nhật không phải là không mua đàm phán Nhật có quyền mua tại vì đó là cái hiệp ước mà lời cam kết của đồng minh Á châu thân cận nhất của nước Mỹ. Nhật Bản ở ở Á châu cũng tương tự như là do Thái ở Trung Đông hay là Anh ở Âu châu. Đó là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục. Bạn gái em ở Michigan và có thể xanh trên 10 năm à, bạn có được đi bầu, bầu cử không anh? Không. Trừ khi là mang có quốc tịch Mỹ mới được phép đi bầu. Thẻ xanh là không được, thẻ xanh chỉ là quyền cư trú vĩnh viễn. Quý vị có thể đầy đủ tất cả các quyền lợi của một người cư trú nhưng không có quyền đi bầu. Nếu bà bạn gái em đi bầu là vi phạm luật bầu cử. Và vi phạm luật bầu cử thì án tù tối thiểu là một năm và tối đa là 10 năm nha. Ok. Rồi tiếp tục. Anh Phong em nghĩ Elmer có làm nên mùa xuân khi đổi mới truyền thông mạng không anh? Tôi chưa biết được. Bởi vì mạng xã hội Twitter là một mạng có ảnh hưởng nhưng quý vị nên nhớ, trước đó họ còn liên kết với nhiều công ty kỹ thuật khác. Nếu Elements đi thẳng tay, trong vấn đề tự do ngôn luận, sẽ bị tẩy chay. Tẩy chay thì đầu tiên hết là quý vị, hai công ty mà khiến cho Twitter sẽ bị giới hạn cái lượng người ghi danh đó là Apple và Google. Lý do, hầu hết tất cả các cái phone đều sử dụng hệ thống Android của Google hay là OS của Apple nếu họ loại trừ reader ra khỏi cái cái trang của họ thì thì là quý vị lấy cái gì quý vị download ngoại trừ cái desktop của quý vị ngoại trừ cái desktop của quý vị cho nên tôi chưa biết được Elon Musk có làm nên mùa xuân hay không và có giữ được cái lập trường cho tới phút cuối cùng hay không hay là Elon Musk sẽ thỏa hiệp để đặt ra một số điều kiện nào đó theo cái áp lực của những công ty mạng xã hội này và đây chính là quyền lực của Apple và của Google bây giờ tất cả các cái phone trên thế giới kể cả của Samsung kể cả của Trung Quốc đều sử dụng hai hệ thống vận hành này mà thôi một là cái Android của à, của Google nếu quý vị à, dùng à, phone của Samsung của Trung Quốc hay là của Google vân vân còn hai quý vị dùng cái hệ thống vận hành của OS là của Apple riêng nếu như cả hai hệ thống vận hành này nó loại trừ cái uh, Twitter ra thì ông Lemus làm được gì? Quý vị nên nhớ, Parkler đã từng bị rồi. Parkler không dính dáng đã bị loại trừ ra. Rồi ngay cả Parkler mướn cái cloud của Amazon, họ cũng bị đóng luôn cái cloud luôn. Quyền lực của những công ty này nó khủng khiếp lắm. Trừ khi Tesla có được cái phone riêng của họ và Tesla có được cái hệ thống vận hành riêng của họ thì có thể hỗ trợ được. Nhưng mà nếu bây giờ Tesla mà ra một cái phone thì họ mất bao lâu để có được cả tỷ người dùng Hiện nay quý vị nên nhớ cả tỷ người trên thế giới dùng Apple và dùng Google Do đó tôi cũng chưa biết được Elon Musk có làm nên mùa xuân hay không nha Rồi tiếp tục à, Anh Phong cho em hỏi tại sao à, à, Iran được gọi là xứ ba tư à, Vì một à, sự kiện à, 34 mà Iran được à, cái gì đây À Thật sự quý vị, đó là cái ngôn ngữ chúng ta phiên âm từ tiếng Hoa ngày xưa. Ngày xưa tôi không biết tại sao Trung Quốc gọi Iran là xứ Ba Tư. Và Iraq luôn chứ không phải chỉ có Iran không. Nguyên cái khu vực của Trung Đông thời điểm đó thì nó gọi được gọi chung cái chữ là xứ Ba Tư. Thì tôi không biết người Trung Quốc họ gọi cái đó là như thế nào. Nhưng các cụ ngày xưa đã phiên âm lại từ tiếng Trung Hoa để có một cái ngôn ngữ riêng cho tiếng Việt còn thật sự tôi không biết lý do tại sao gọi iran là ba tư nhưng mà đó là cái ngôn ngữ mà ngày xưa các cụ đã dùng đã phiên âm ngày xưa chúng ta phiên âm chủ yếu là nhờ cái khung chữ của hoa ngữ rồi sau này đó thì khi mà bắt đầu có cái nền đệ nhất đại nhị cộng hòa thì chúng ta có một phần phiên âm từ nhật ngữ thay vì hoa ngữ thì có những cái chữ chúng ta phiên âm từ đó và bây giờ chúng ta vẫn giữ lại bởi vì những những cái chữ phiên âm đó tương đối nó đẹp tôi không biết nó phiên âm cái chữ đó là theo cái nghĩa của cái tên hay là cái phát âm của cái tên nha rồi tiếp tục tại sao giá tiền us lên xuống là do lý do gì tại sao tiền cộng sản việt nam mất giá so với đồng đô la vậy chú gì thứ định đồng giá đồng tiền là gì thứ nhất là do cái nền kinh tế nó ảnh hưởng và giá dầu thô nó sẽ làm cho giá trị của tiền tệ lên xuống và mặt hàng trên thế giới nó sẽ làm cho giá trị của tiền tệ lên xuống đó là cái câu trả lời thứ nhất câu trả lời thứ hai chú không trả lời con được là bởi vì tiền cộng sản không có giá trị trên thế giới trên mất giá là ở trong việt nam thôi ở trong việt nam bị mất giá là bởi vì kẻ cai trị nó muốn à, nó muốn cố gắng nó cố gắng kềm chế nhưng kềm chế không nổi bây giờ nó tiếp tục kềm chế giá trị của đồng tiền việt nam ở trong nước thì nó sẽ đi tới cơn đại khủng hoảng sớm hơn. Cho nên nó đành phải để cho giá trị đồng tiền lên cao hơn để mà à, lạm phát nhích lên một chút nữa nhằm tránh một cái cơn suy thoái kinh tế. Nó đi ngược lại với cái quy tắc của Hoa Kỳ. Còn nếu con hỏi thứ hai của con thì chú không trả lời được bởi vì tiền đó không có giá trị gì cả nha. Rồi tiếp tục vào wow, à Tại sao thành phần cực tả trỗi dậy ở Nam Mỹ và Trung Mỹ? Bởi vì thành phần cực tả đó xuất thân là trùm băng đảng. Lúc trước nó là một thế đối lập với chính quyền. Bây giờ nó cướp chính quyền bằng cách nó tham gia bầu cử. Và nó sử dụng tất cả thành phần băng đảng. Do đó đa số những thành phần cánh tả của à, Trung Mỹ và Nam Mỹ xuất thân thứ nhất là nghèo khó. Thứ hai là dính dấp rất nhiều tới băng đảng. Đó là câu trả lời cho em nha Rồi tiếp tục à, Đồng tiền Trung Quốc có thể bá chủ kho thế giới không? Thì có câu trả lời đã trả lời cho con rồi Bây giờ con đi qua, qua các nước Trừ Việt Nam nha Con đi qua các nước khác Con đưa dân dân tệ ra có ai, có ai biết nó là ai không? Là con biết ngay Người ta dùng đồng Âu Kim Tức là đồng Euro, đồng Euro Dùng đồng Mỹ Kim Tức là Dollars Hay dùng đồng Pound Tức là bản Anh Đồng bản Anh hoặc là đồng gen của Nhật, còn đà tiền Trung Quốc không có cửa, chỉ có mấy nước chư hầu sử dụng tiền của Trung Quốc thôi, có một vài nước thôi. So với đồng Mỹ kim, so với đồng Âu kim, hay là so với đồng bảng Anh, đây là câu trả lời cho con. Bây giờ con cầm nha, con con là người Việt Nam đúng không? Con qua bên uh, Phi Châu, của chú nói là Phi Châu nha. Con cầm đồng Mỹ kim, đồng Pau đồng euro và đồng nhân dân tệ thì con sẽ biết dân phi châu lấy đồng tiền nào chú không nói là những nước khác chú nói cái nước cái nơi ảnh hưởng nhất của trung quốc trung quốc tạo ảnh hưởng 80% mươi lên phi châu đó nhưng bây giờ con đưa đọc ba đồng bốn đồng, đồng tiền đó ra thì dân phi châu sẽ lấy đồng nào đầu tiên hết là họ lấy đồng mỹ kim tại vì đồng tiền nó quen thuộc với họ nhất còn nếu không họ lựa qua âu kim rồi tới bản anh hoặc là Tới đồng à, Mark của Đức Chứ họ không dùng tới cái, đà, à, cái, cái 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 gò họ cũng không biết Đồng tiền của Trung Quốc mặt mũi ra sao nữa Đó là cái nơi ảnh hưởng nhất Của Trung Quốc đó nha Rồi tiếp tục ok à. Anh Phong nếu đảng Cộng hòa Lưỡng viện nắm quấn lưỡng viện kỳ này Có thể đưa sửa đổi chống gian luận bầu cử Như năm 2020 hay không Thứ nhất là nếu Đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số trong quốc hội, điều đầu tiên họ không cho phép chính quyền liên bang được chủ động trong vấn đề đưa ra luật và kiểm soát bầu cử. Đây là điều họ chống ngay từ đầu và Joe Biden chưa bao giờ thông qua được cái luật này. Nó gọi là John Lewis Vote. Tức là nó đặt tên của cái ông dân biểu qua đời của Đảng dân chủ đó. Ok quý vị, là nó chưa bao giờ thông qua được. Chính quyền liên bang không thể thao túng được luật bầu cử. Đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai đảng cộng hòa nắm lại đa số trong quốc hội thì cũng chả làm được cái gì cả tại vì luật bầu cử mỗi tiểu bang khác nhau mỗi tiểu bang khác nhau ngoại trừ bầu cử cái vị trí tổng thống thì chính quyền liên bang có quyền nhúng vào còn tất cả ví dụ như bầu thống đốc ở california hay texas liên bang không có quyền bầu các vị trí thượng nghị sĩ ở tiểu bang và dân biểu tiểu bang thị trưởng thành phố hay là county supervisor thì liên bang không có quyền. Thì lấy gì mà Đảng Cộng hòa cản trở đây? Hay là ngăn chặn tình trạng gọi là gian lận được đây? Dân chủ cũng vậy. Tại vì quý vị phải hiểu rõ luật bầu cử của Hoa kỳ cái nào thuộc về liên bang, cái nào thuộc về tiểu bang. Nha. Rồi tiếp tục à Rồi cả à... ok a à... Nếu Đảng Cộng hòa thắng, lưỡng viện của họ sẽ dừng viện trợ cho Ukraine hay không phải có anh Phong, vậy sao họ tập trung chiến trường Á châu đi? Nộ no. Có thể họ giới hạn cái ngân sách dành cho Ukraine để mà chi qua những cái khu vực khác, chứ không phải là họ ngừng tài trợ cho Ukraine. Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ đã cam kết là sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, hỗ trợ là một lẻ nhưng không thể đẩy cái nợ công quốc gia lên quá cao. Do đó Đảng Cộng hòa sẽ giới hạn lại cái nào cần thiết là hỗ trợ, cái nào không cần thiết họ không vote. Còn Đảng Dân chủ bây giờ họ nắm quyền đa số ở Hạ viện, rồi họ nắm luôn một phiếu quyết định ở Thượng viện. Rồi thành pháp họ nắm luôn, cho nên họ tha hồ thao túng đính kèm vào cái ngân sách tài trợ cho Ukraine, họ luôn đính kèm những vấn đề khác. Do đó, Đảng Cộng hòa sẽ giới hạn lại điều này nha. Rồi tiếp tục, ok à ok à rồi câu hỏi trả lời được rồi ok à elon musk sa thải kẻ đã lóc tài khoản ông trump twitter vĩnh viễn theo anh đó là hành động chính nghĩa hay cho thấy ông ta thực sự là fan của trump thật sự quý vị nhân vật này bị đuổi là đúng tại nhân vật này đã có một thái độ thiên vị khi điều hành một công ty và bị ông không phải sa thải một nhân vật này ông sa phải tới ba nhân vật luôn thứ nhất là à, à, giám đốc hành chánh thứ hai là giám đốc tài chánh và thứ ba là giám đốc pháp lý. Ba nhân vật cao cấp nhất của Trader đã bị đuổi và đó là nằm trong cái thỏa thuận mua lại công ty Trader. Ông có quyền đuổi và Trader đồng ý. Cổ đông của Trader đồng ý. Và bây giờ thì nó chính thức là một công ty tư nhân chứ không còn là public uh, company nữa. Có nghĩa là ông Elon Musk không cần phải bị chi phối bởi một số luật lệ nha. Rồi tiếp tục. À, ok à, wow. các bạn vào cả. khá nhiều tôi phải ra lại cho tôi mất luôn cái uh, comment của các bạn nha Ok ok à uh. chuyện gì xảy ra nếu Nga nổ uh, vùng vũ khí hạt nhân trước NATO tham chiến hay là ca bài uh, trừng phạt các chú câu trả lời nếu Nga đụng tới loại vũ khí này thì coi như nước Nga chính thức diệt vong câu trả lời một cách khẳng định luôn nếu Nga dùng loại vũ khí này họ chính thức sẽ bị diệt vong nha rồi tiếp tục à, à cái gì đây anh chú phong phân tích hồ cẩm đào tại sao bị sóc nách ra khỏi cuộc họp đơn giản thôi tôi cũng chỉ phân tích giống như những người khác là trên tinh thần chủ quan của tôi đây là hành động dằn mặt những thành phần còn xa, à, chống đối tập cận bình và khẳng định quyền lực của ông ta đó là cái phân tích của chủ quan của tôi một cách đơn giản thôi nha OK, à họ cho rằng kẻ tấn công ông Pelosi là một MAGA. Anh nghĩ sao về đề này? Tôi không tin báo chí đăng. Đây là tất cả những nguồn tin của báo chí đăng, không phải chính thức từ ở cái sở cảnh sát. Họ chỉ dò lên những cái mạng xã hội mà ông David này đã đã đã, đã, đã viết ở trên đó, rồi họ muốn chụp mũ, họ muốn diễn giải, họ muốn theo dạy, gì đó là chuyện của họ. Không có người ta nào hết, chỉ là đám bán báo chí cánh tả muốn sử dụng cái này để để gán nhãn cho toàn bộ maga và những người uh, cánh hữu là bạo động nhằm để mà có thể uh, lấy thêm một số phiếu cái đó là cái trò chính trị dơ bẩn từ xưa tới nay đảng dân chủ vẫn thường sử dụng họ vẫn thường kích động những cuộc bạo động rồi họ chụp mũ cho đảng cộng hòa và họ sử dụng những cuộc bạo động nhất là súng đạn để mà họ tìm cách giám sát cái quyền sở hữu vũ khí của người dân tức là tu chính đáng số 2 đó là cái trò của đại dân chủ mấy chục năm nay rồi ai cũng rành hết rồi chỉ có ở ngoài nước mỹ không hiểu thì cứ thắc mắc là tại sao người ta cho rằng người ta là ai hay là đám báo chí cánh tả quý vị cái bài báo đầu tiên đăng á quý vị là biết tờ báo nào không houston chronicle là cái tờ báo ê, uh, san francisco chronicle là cái tờ báo đầu tiên đăng cái tin này về, và nói rằng đây là nhân vật có thể của maga và quý vị, tờ báo San Francisco Chronicle nằm chung dưới quyền của hệ thống tham New York Times và tờ LA Times. Họ chi phối tất cả các cơ quan truyền thông ở trên khắp nước. Từ uh, Chicago, tờ Chicago Tribune cho tới uh, Los Angeles uh, Los Angeles Times, uh, San Francisco Chronicle hay là San Jose Mercury News, họ đều nằm chung dưới một cái dù hết và chính họ tung những cái tin này ra trong này ok rồi tiếp tục ok à... ok à... tình hình việt nam thì giá trị mỹ kim còn lên nữa không chú tôi đâu có biết được do cộng sản tại vì cộng sản là kẻ kiểm soát tiền tệ và họ nằm trong danh sách mà hoa kỳ cáo buộc là thao túng tiền tệ cho nên tôi đâu có biết được là đồng mỹ kim ở việt nam sẽ lên nữa hay không tại vì ở những quốc gia khác họ để cho tiền tệ theo cái thị trường tự nhiên của cái nhu à, nhu cầu tức là cung và cầu nó lên xuống theo cái nhu cầu thị trường đó không ai kiểm soát cả kể cả mỹ cũng vậy đồng mỹ kim được xem là giá trị nhất thế giới nhưng chính phủ mỹ cũng không kiểm soát được cái giá trị của đồng tiền còn cộng sản nó kiểm soát đồng tiền việt nam và nó kiểm soát ngoại tệ thì làm sao biết được cái đó là quý vị phải hỏi nguyễn phú trọng nguyễn xuân phúc với là phạm minh chính đừng hỏi tôi tại vì cái kẻ còn trâu mới là cái kẻ có câu trả lời cho quý vị còn ở những thị trường khác chúng tôi đưa ra cái câu trả lời là trên cái dự đoán mà thôi dự đoán nó lên hay nó xuống là chúng ta đánh giá và phân tích vào cái thị trường đó còn xứ cộng sản như trung quốc hay là việt nam đó thì quý vị chúng ta không đánh giá được tại vì muốn nó lên là do cái đảng cai trị muốn nó xuống là do cái đảng cai trị bởi vì họ thao túng tiền tệ họ nhúng vào kiểm soát tiền tệ nha yeah. rồi tiếp tục à, cánh tả đang suy yếu cho thấy họ đang mất dần vị thế người dân trên thế giới thức tỉnh thì nhận ra những trò hàng cánh tả thì cánh tả sẽ bị thất bại no, họ sẽ không thất bại đâu họ có nhiều chiêu thức lắm khi mà họ thấy rằng là cái cái trò pháp lý họ thắng không được cái trò bầu cử bằng lá phiếu của người dân họ thắng không được thì họ sẽ dở cái chiêu thứ ba là gây bạo động và kích động bạo động ở khắp nơi. Đó là cách mà những từ lệnh thành phần cánh tả hay làm, tức là khi họ cảm thấy là họ bất lực, không còn sử dụng pháp lý hay là lá phiếu của người dân để thắng được hay thực hiện nghị trình của họ, thì họ sẽ tìm cách kích động bạo động. Họ lợi dụng một cái vụ nào đó họ làm lớn lên họ làm cho nó nổ lớn lên ví dụ như một ông cảnh sát da trắng vô tình đánh đập một một cậu da đen họ sẽ làm lớn lên rồi cái họ kích động biểu tình ở khắp nơi hay là họ dựa vào một cái vụ nổ súng nào đó họ bắt đầu là theo dệt họ làm đủ trò để kích động cái bạo động xã hội đó là cách mà đảng dân chủ cánh tả họ vẫn thường làm hay là cánh tả của âu châu quý vị còn nhớ cái giải world cup mà pháp thắng cách đây 4 năm không họ thắng đó nhưng mà quý vị cuối cùng cả nước pháp rơi vào một bạo động nếu mà họ thua bạo động không nói họ thắng mà vẫn đập phá bạo động thì quý vị thấy rồi đó nó sẽ không từ bỏ bất cứ để mà nó nó bị suy yếu thì nó sẽ dùng đủ mọi cách và nó dùng cái bạo lực đó để gây sợ hãi cho người dân cái chiêu này là nó copy y trang của cộng sản nhưng nó tinh vi hơn cộng sản nha rồi tiếp tục Ok à. Uh... Ok à. Uh... Ok bạn cái hay ý kiến về bầu cử à, uh... Nhưng không đi bỏ phiếu thì cũng như không Vấn đề ở chỗ đó Vấn đề họ hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng uh, phiếu tới tận nhà mà họ cũng không điền chứ đừng có nói tới hỏi cái đây họ dục thùng rác luôn đó. thì quý vị vấn đề ở chỗ đó quý vị có biết được quyền lực của lá phiếu như thế nào không quý vị có biết là những dân tộc như việt nam trung quốc họ không được bầu là người lãnh đạo của mình họ không được bầu lãnh đạo họ không được cái quyền bầu cử trong khi những người việt ở đây đó thì cái quyền đó là cái quyền lực vô cùng họ lại bỏ rơi họ lại bỏ rơi những người đó quý vị là suốt ngày chỉ những người mà tôi cho là không đi bỏ phiếu đó, là quý vị họ là những người khá ích kỷ ích kỷ là tại sao đến lúc mà luật nó ra nó ảnh hưởng tới họ thì họ kêu ca họ than họ cầu cứu cái này tới người khác khi mà à, tài sản gia đình của họ việc làm của họ hay đời sống của họ bị ảnh hưởng bởi các luật lại nhưng lúc kêu họ đi bỏ phiếu thì lại họ lại không đi ơ tôi kẹt đi Việt Nam rồi ơ tôi kẹt đi Âu Châu rồi thì cái vị cái giá họ phải trả họ suốt ngày chỉ biết đi cầu cứu người này người kia mà trong khi đó họ là người quyết định cái luật đó chỉ cần họ ra đường bỏ phiếu Là họ là xong rồi Nhưng họ không làm Họ không làm Đó là lý do tại sao mà quý vị Chúng ta vẫn, vẫn bị suy yếu Trong khi cộng đồng Do Thái Tôi thẳng như quý vị nha Cộng đồng Do Thái ở Mỹ này á, Tương đương với cộng đồng người Việt Cộng đồng người Việt Cái thống kê chính thức là 2 triệu mốt Nhưng mà trên thực tế khoảng 2 triệu rưỡi Thì cộng đồng Do Thái cũng tương đương Họ không có nhiều nhưng tại sao họ có thế lực mạnh vậy quý vị? Thứ nhất, họ biết sử dụng lá phiếu họ tối đa. Đó là điều đầu tiên. Chưa kể những cái khác. Họ biết sử dụng lá phiếu của họ tối đa. Nếu mà xét ra đó quý vị, cộng đồng Do Thái với cộng đồng người Việt có cái mức độ dân số ngang nhau. Nhưng mà tại sao cộng đồng Do Thái có thế lực chính trị rất mạnh? Mà cộng đồng Việt lại lẹt đẹp như vậy. Mặc dù chúng ta đã có một số những vị trí địa phương so với cộng đồng gốc Hoa, cộng đồng gốc Đại Hàn, cộng đồng gốc Nhật Bản. Chúng ta đi trước một phước. Tức là chúng ta về kinh tế chúng ta không mạnh bằng họ. Nhưng về mặt chính trị chúng ta có đông dân cử hơn họ. Quý vị, những người mà không đi bỏ phiếu là những người rất ích kỷ. Họ chỉ biết lo cho phần của họ thôi. Mà đến lúc mà xảy ra chuyện rồi đó, họ mới đi cầu cứu. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. À... Đám Âu Châu sẽ banh sát Twitter uh, nếu uh, như giữ Freedom of Speech. Chưa chắc. Tại vì đám Âu Châu đã cảnh cáo ông Elon Musk rồi. Đám cánh tả đã chuẩn bị gán nhãn cho Twitter rồi. Là các anh làm gì làm phải đi theo luật của Âu Châu. Thì quý vị, đây là đám cánh tả Âu Châu đã bắn tín hiệu trước. Là họ sẽ giám sát và ngăn cản Twitter. Nếu Twitter cho phép quyền tự do uh, phát biểu ý kiến một cách vô hạn định. Thì quý vị họ sẽ chặn đó nha yeah. Tiếp tục Ok à uh, Wow Anh Phong em ở New York kỳ này đi bầu cho thống đốc đảng Cộng Hòa Cuộc thăm dò của Lee Zeldin Cũng rất là hy vọng yeah. Ngày uh, hôm nay hình như là Ông John DeSantis thống đốc của tiểu bang Tech, uh, Của tiểu bang Florida cũng tới đó Vận động cho Zeldin Và tôi hy vọng rằng Phía của những người ở New York Sẽ quân bình quyền lực Tức là quốc hội À, lưỡng viện quốc hội do cả đảng dân chủ nắm thì phải để cho hành pháp bên đảng cộng hòa nắm lại <laughs> thì hy vọng nó quân mình được quyền lực tôi hy vọng là như vậy nha rồi tiếp tục à ok à chữ ba tư là phiên âm của chữ uh, Persian có thể cái chữ uh, biển vịnh ba tư hay là bây giờ tiếng anh nó vẫn dùng chữ là uh, Persian thì chúng ta có thể nhìn là, dịch là ba dịch là ba tư cũng được thì cái chữ Persian này nó dịch là từ từ ở cái cổ ngữ. Hình như là tôi nhớ không lầm thôi. Chữ Persian này là cái chữ từ Hy Lạp nó ra. Không biết đúng hay không tôi không nhớ, tôi nhớ không lầm. Rồi sau đó nó thành cái cái ngôn ngữ chung là thành phiên âm qua tiếng Anh là Persian. Thì có thể qua tiếng Hoa họ dịch như thế nào đó chúng ta dịch lại từ cái phiên bản của Hoa ngữ nha. Rồi tiếp tục à Chú giải thích dùng nguyên nhân chính mà những tiểu bang hay quận hạt lại có đa số cử tri theo dân chủ hoặc cộng hòa, trong khi tờ, gì đây thị trường và chủ trương của mỗi người đều khác nhau, tư tưởng và bởi vì quý vị họ ghi danh là tại vì sao ở trên cái bảng phiếu có những người ghi danh bên cộng hòa hay dân chủ chỉ là ghi danh chiếu lệ thôi, họ cũng không biết được là cái chủ trương của mỗi đảng, có nhiều người tới bây giờ vẫn còn suy nghĩ một cách rất là lơ lơ là như vậy, họ nghĩ đảng nào cũng được ghi danh đảng nào cũng được cho đến khi mà hiểu được đường hướng chính sách rồi đó thì họ mới bắt đầu hiểu rõ là cái ghi danh đảng nào quan trọng còn bình thường đó quý vị giống như ngày xưa đó ngay cả bây giờ những người mới qua mỹ nè vẫn bị cái tình trạng ôi xin đảng nào cũng được hết Đó họ bị cái tình trạng cái suy nghĩ đó cho tới khi mà họ phân tích đường hướng của mỗi đảng và cách vận hành cái quốc gia của mỗi đảng họ mới chọn được một cách gọi là à, nghiêm túc hơn thì thông thường đó, ở trên cái bảng phiếu tranh cử lúc mà quý vị đi ghi danh tranh cử đó, nó có rất nhiều những cái mục để quý vị điền vô. Ví dụ như là Đảng Cộng hòa, Đảng dân chủ, Đảng Green, Đảng dân chủ xã hội, Đảng Liberty rồi kể cả Đảng Đảng Cộng sản thì không có, Đảng Cộng sản thì không có trên lá phiếu bầu. Thì à, những cái tên này đó thì quý vị nhiều người họ vẫn để vô hoặc là để independent, không đảng nào hết. Thì đó là quyền chọn lựa của mỗi người nhưng mà đa số họ vẫn chọn tại vì gần như Đảng dân chủ Đảng Cộng hòa họ có mấy trăm năm kể từ khi lập quốc rồi. Do đó, họ xây dựng được cái mạng lưới đảng phái của họ ở từng góc phố, từng cái thị trấn cho tới từng cái thành phố. So với những cái đảng sau này được lập ra, không có thuyết phục nổi hoặc là chỉ có một vài cá nhân nào đó thôi ở một khu vực nào đó thôi, chứ họ không có thể chinh phục được toàn quốc do đó họ không có góc đầu nổi là như vậy nha rồi tiếp tục ok anh phong đến chicago lần nào chưa anh nghĩ cuộc sống như thế nào tôi đã tới chicago thời tôi còn học ở new york lúc mà thời đó tôi tới chicago thì cái cuộc sống rất an bình và đương nhiên là nó có những cái hay tại vì chicago là một trong ba thành phố lớn nhất của nước được xem là lớn nhất và có sự chú ý nhất của thế giới nhưng mà bây giờ thì Chicago không còn được như vậy nữa Chicago gần như sau khi mà Obama trở thành tổng thống Thì Chicago bây giờ đã trở thành cái nơi là trung tâm tội ác Trung tâm tội ác Còn cái thời mà tôi tới Chicago ở đầu thập niên 90 đó Tôi nhớ năm 89, 90 gì đó Thì tôi có đi với bạn bè Đi Chicago chơi Thì nó cũng giống như Boston Nó cũng giống như New York Đơn giản và cuộc sống người dân ở đó cái suy nghĩ họ rất đơn giản. Nhưng kể từ khi mà Obama trở thành tổng thống, ông ta là thượng nghị sĩ của Illinois mà. Và góc Chicago, khi mà ông ta trở thành tổng thống thì toàn bộ Chicago bây giờ gần như là trở thành trung tâm tội ác của nước Mỹ đó quý vị. Rồi tiếp tục à Trước thừa thừa nhận với Biden cuộc bầu cử lần này Đảng dân chủ sẽ khó thắng nổi. Ông ta nói về vấn đề thượng viện ông ta nói về vấn đề ở thượng viện thôi chứ không phải hạ viện thì uh, trong cái bài phân tích thiêu tên ngày hôm qua của tôi tôi cũng có nhận định là mặc dù chắc sắp mà nói như vậy nhưng mà tôi vẫn đưa ra cái chủ ý kiến chủ quan lần này nếu đảng cộng hòa giành được cao lắm là một hai phiếu thôi một phiếu thôi ở thượng viện tức là 51 trên 49 đó là cái cái nhìn của tôi và có thể rằng nó sẽ đi tới tình trạng gọi là vẫn là 50 50 chưa biết được Mặc dù đảng Dân Chủ bị thất bại liên tục trong các chính sách của họ. Nhưng mà giống như tôi nói quý vị, chúng ta phải chờ 8 tây tháng 11 mới biết được. Về phía hạ viện thì chúng ta có cái niềm tin hơn là đảng Cộng Hòa kiểm soát được đa số. Nhưng mà về thượng viện tôi không biết. Chất xăm mà nói với ông Joe Biden là về cái cuộc bầu cử tại thượng viện thôi nha. Ờ... Uh lâu nay nghe tin quanh không thể nhắc tới nước ý chứ nước ý không tham gia chiến dịch âu châu mà. chiến dịch âu châu là cái gì âu châu ý vẫn nằm trong liên hiệp âu châu ý vẫn nằm trong liên minh nato không tham gia chiến dịch âu châu là gì tôi không nhắc tới là bởi vì họ không có cái gì gọi là để nhắc tới cả chỉ có thời gian mới cách đây mấy tuần thì cuộc bầu cử đó lần đầu tiên đảng brother of italy của bà melani đã chiến thắng và đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của nước ý kể từ đại diện thế chiến bởi vì đây là bạn đảng bảo thủ nhưng bị gán nhãn bị label là fascist và thứ hai bà meloni chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước ý thì khi mà họ có những cái sự kiện này mình mới loan thôi còn bình thường nước ý đâu có con khỉ gì để mình loan đâu nha rồi tiếp tục ok tiền việt nam qua campuchia campuchia còn không xài nữa giá yeah. quý vị đồng tiền nó không có giá trị đồng tiền việt nam bằng cấp việt nam đều không có giá trị hoàn toàn không có giá trị gì hết. do đó quý vị ngồi ở trong Việt Nam ngó ra cứ nghĩ rằng qua cái tô hồng lăng xê của cái đảng cai trị đó cứ tưởng là ô Việt Nam có chỗ đứng tốt lắm. No. ở trong cái cái bản quy định của cộng đồng quốc tế thì Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo khó đang phát triển chứ không phải là một quốc gia đã phát triển. Đó là câu thứ nhất chứng tỏ là đất nước Việt Nam còn nghèo lắm và vị trí rất là thấp. Thứ hai là đồng tiền và bằng cấp của Việt Nam không được thừa nhận ở các quốc gia khác không được thừa nhận cho nên quý vị đồng cầm tiền Việt Nam đi cũng như không giống như cầm giấy vậy đó Ok? và bằng cấp nó cũng vậy không một quốc gia nào trên thế giới thừa nhận bằng cấp của Việt Nam kể cả Campuchia luôn okay. do đó quý vị đây là cái thực tế bởi vì cái nền giáo dục bế tắc bởi vì cái thái độ và vừa rồi chính bộ à, tài chánh của Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận là chính quyền Hà Nội đã có hành động thao túng tiền tệ ở trong cái thị trường Việt Nam và điều này sẽ dẫn tới những cái án phạt và những cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Hai chuyện mà nó đã được Bộ Tài Chánh kết luận thứ nhất là phá là thao túng tiền tệ, thứ hai dùng sự thao túng tiền tệ này để bán phá giá trong thị trường của Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành tâm sú. Thì quý vị đây là một trong những cái kết luận của Bộ Tài chánh và điều này thì nó sẽ dẫn tới những cái án trừng phạt trừng phạt đó sẽ là giới hạn mặt hàng của Việt Nam nhập cản vào Hoa Kỳ và thứ hai là cũng sẽ giới hạn một số những cái chương trình hỗ trợ cho Việt Nam của Bộ Ngoại giao khi có kết luận này có nghĩa là ví dụ như mỗi một năm trong cái quỹ USR tức là cái quỹ mà cứu trợ thế giới của Hoa Kỳ đó thì bộ ngoại giao vẫn sử dụng một số tiền đó để hỗ trợ cho những nước nghèo và đang phát triển thì việt nam nằm trong số này khi có kết luận của bộ tài chánh thì bộ ngoại giao sẽ hôn lại số tiền này giữ lại không được cho tới khi nào mà cộng sản việt nam phải chịu trách nhiệm đó là những cái, cái cách trừng phạt của hoa kỳ nói để cho quý vị hiểu rõ hơn khi mà có kết luận này thì có nghĩa là bộ ngoại giao phải tuân thủ cái quy tắc làm việc với uh, ban ngành liên bang khi có kết luận này thì có nghĩa là Việt Nam sẽ bị à, ngưng một số những cái à, tiền tài trợ và thứ hai mặt hàng mặt hàng của Việt Nam xuất cảng qua Mỹ sẽ bị giám sát chặt chẽ nha. Rồi tiếp tục. Wow. À... Rồi à. Bên Đức xài tiền euro an phong Z, yes, họ vẫn xài tiền euro nhưng đồng mod tức là đồng đức mã vẫn còn. Và đó à, đó là cái à, giá trị mà Đức đang giữ lại. Khi cần khi cần họ vẫn sử dụng đồng à, gọi là đức mã tức là đồng mark thì quý vị đồng tiền này không phải là đã, đã biến mất nó vẫn còn ở nước đức có điều là người ta không xài nhiều nữa thôi các ngân hàng vẫn giao dịch bằng đồng euro nhưng nếu quý vị đưa đức mã vô tức là đồng mark vô họ vẫn dùng nếu quý vị đưa vô nhưng mà họ không có chủ trương là xóa bỏ cái đồng tiền đồng tiền của mỗi quốc gia họ xài chung một đồng euro nhưng đồng thời mỗi quốc gia đều giữ lại cái cái uh, tiền tệ riêng của mình. chứ không phải là nó xóa bỏ tiền tệ riêng của mình. Tại vì đó, sắp sửa như là nếu như mà liên hiệp Âu châu đổ vỡ thì quý vị, đồng tiền euro có thể sẽ biến mất. Lúc đó các nước sử dụng tiền gì? Do đó, tất cả những quốc gia nằm trong liên hiệp Âu châu họ xài chung đồng tiền tệ là đồng euro, nhưng đồng thời họ cũng giữ lại tiền riêng của họ nha. Rồi tiếp tục à. Ok à. Michigan là tiểu bang red hay green No nó không có green Nó chỉ có blue chứ nó không có green Ok Và hiện nay bà thống đốc Được xem là tiểu bang của blue Tại vì bà thống đốc là bà white Là nhân vật thuộc dạng cực tả luôn và bây giờ bà ta đang bị thu điểm cho bà Tudor Tusi ở Dorsey tức là bà đang thu điểm và Tudor Dustin là người đã được ông Trump endorse và đang có một cái à, à, cuộc tranh cử vào ta 8 tháng 11 hy vọng nó họ sẽ chuyển qua red sau 8 tháng 11 nha rồi tiếp tục à Wow, lướt và một số những cái à, đã đọc rồi nha. Tôi à, hôm nay các bạn vào khá nhiều. Theo chú phong tình hình Mỹ còn suy thái à, à, lâu nữa không vì Mỹ sắp tới có thể tăng lãi suất cao nhiều. Suy thái, tăng lãi suất là suy thái đó. Nó sẽ làm cho mọi thứ chậm lại hết. Và khi mọi thứ chậm lại hết thì giá cả mới rớt xuống mà khi giá cả rớt xuống thì mới giảm được lạm phát. Do nên suy thoái là không thể tránh khỏi. Suy thoái là cái điều mà không thể tránh khỏi của Mỹ, nhất là năm 2023. Có điều là tôi tin rằng là Mỹ phục hồi nhanh nhất tất cả thế giới đều rơi vào suy thoái nhưng nền kinh tế của Mỹ nhờ cái căn bản foundation của họ rất cứng và rất chắc cho nên suy thoái nó xảy ra trong một vài năm thôi đôi ba năm thôi là nó phục hồi chỉ có cái thời gian tệ nhất từ đại dịch thế tiến tới bây giờ hay là tính từ năm 1930 tới bây giờ là 8 năm dưới thời Obama Obama là kẻ bất tài không vực dậy nổi kinh tế từ 2008 cho tới 2016 Do đó, đây là cái thời gian tệ hại nhất của nền kinh tế Mỹ khi bị khủng hoảng, suy thoái và không vực dậy nổi. Mà nó được xem là cái giai đoạn dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ từ năm 1930 kể từ khi có cơn đại khủng hoảng về kinh tế à, xuất hiện năm 1930 thì cái cơn suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế từ 2008 Obama đã không làm đủ và không đủ khả năng để để cho nền à, suy thoái kinh tế kéo dài tới 8 năm. Thường thường nước Mỹ quý vị họ kéo dài khoảng chừng 2 3 năm, 3 4 năm là tối đa. Ví dụ, dưới thời của Bill Clinton. Khi mà Bill Clinton lên năm 1993 thì nước Mỹ đang nằm trong suy thoái. Nước Mỹ đang nằm trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế, nhưng mà chưa đầy một nhiệm kỳ thì nền kinh tế Hoa Kỳ đã có mức tăng trưởng lên tới 4%. là làm rất là mạnh, khỏe mạnh vô cùng là nhờ Clinton ký một số luật đưa cái kỹ thuật ra công chúng và nó kích thích nền kinh tế thì kể cả dưới thời của Bill Clinton, dưới thời của Bush con mặc dù có cuộc chiến chống khủng bố, nhưng mà Bush con đã thúc đẩy cái thị trường tài chính và cái thị trường về à, à, về à, bảo hiểm về, về tài chính và một số những cái chính sách về quốc phòng, thì nhờ hai cái chính sách này nó đẩy nền kinh tế cực thịnh ở năm 2003, 04 kéo dài cho tới năm 2008. thì quý vị nhưng mà tới lẽ 8 khủng hoảng kinh tế xảy ra thì Obama bất lực và tình trạng suy thoái kinh tế này kéo dài suốt 8 năm cho tới năm 2016. Và quý vị thấy 2017 ông Trump nhận chức. 2 năm sau thôi, ông đã đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ quay trở lại rất tốt và trước đại dịch lần đầu tiên Hoa Kỳ mức thất nghiệp giảm thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Tức là 3.5%. Thì mỗi một đời tổng thống do khả năng thôi thì bây giờ suy thoái kinh tế sắp tới xảy ra Thì tôi không biết là Joe Biden có khả năng gì Để kéo nền kinh tế trở lại Thì chúng ta chưa biết Ông ta vẫn thúc đẩy những chính trị Trong hai năm qua chúng ta thấy cái chính sách ông thất bại rồi Dẫn tới suy thoái và lạm phát Vậy thì hai năm tới Ông dùng cách gì để mà vực dậy nền kinh tế này Ông dùng cách gì để vực dậy nền kinh tế này Nói tôi nghe đi Thì do đó Trong từ đây tới năm 24 thì tôi nghĩ rằng nền suy thoái kinh tế vẫn tồn tại cho tới qua bầu qua bầu cử 24 thì nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ khởi sắc trở lại. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. À. Nếu Đảng Cộng hòa chiếm đa số Hạ viện, bà Pelosi sẽ còn nằm chủ tịch Hạ viện không? Câu trả lời là không. Bởi vì lúc đó 2 năm một lần sẽ bầu lại chủ tịch Hạ viện. Cái chức chủ tịch Hạ viện là 2 năm bầu một lần. Thì khi Đảng Cộng hòa nắm quyền đa số, họ sẽ đưa nhân vật của đảng Cộng Hòa ra, ra Tranh chức chủ tịch Hạ Viện Và cuối cùng thì toàn bộ đảng Cộng Hòa đều bỏ cho nhân vật đó Cho nên khối phiếu thành đa số là thắng rồi Thì coi như bà ta ông Bà ta sẽ ra khỏi chức chủ tịch Hạ Viện Và lần này Nhiều tiên đoán cho rằng Kevin McCarthy Đang là chủ tịch khối thiểu số Thì sẽ trở thành chủ tịch Hạ Viện Đó là cái tiên đoán thôi Còn phải do cuộc bầu bán Tại vì có một số nhân vật khác Cũng được xem là có cân lượng Bao gồm luôn là ông... Ông ông, ông 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 dân biểu ở Louisiana đó ông gì tôi quên tên rồi McCarthy và thứ hai là bà Stephanie của New York hai nhân vật này là hai nhân vật cũng đầy quyền lực ở đảng của đảng cộng hòa ở tại hạ viện nhưng mà trên rating và trên cái dự đoán thì Kevin McCarthy là cao nhất nha yeah. rồi tiếp tục à OK Putin có bực tức với tập không? Putin muốn tập đánh chiếm Đài Loan để chia lửa cho Putin khi Âu Châu cứ kéo dài họ tập càng trục lợi Putin càng thiệt hại. No. Putin còn lên tiếng khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Nghe hôm qua. Putin không cần thiết Đài Loan phải làm mở cuộc chiến để chia lửa. Putin tự tin vào cái khả năng quân sự của ông ta. Tôi cho rằng như vậy. Ông tự tin vào khả năng quân sự của ông ta. Do đó, ông ta không cần phải có sự hỗ trợ của tập chỉ cần tập không phản đối là được rồi và ông ta đã đạt được mục tiêu này tức là tập cần bình không hề phản đối cuộc chiến của nga tại ukraine là đủ với putin rồi ông ta không cần thiết thêm những chuyện khác do đó ông ta tôi, tôi không thấy ông ta có bực mình gì hết với lại tập cần bình cả nha việc danh ca thanh tuyền bị cấm biểu diễn tại việt nam sau này vì uh, ca sĩ diễn viên từ việt nam sang mỹ uh, có bị cấm không nước mỹ thì không cấm nhưng cộng đồng có hành động hay không tôi không biết và chắc chắn là cộng đồng sẽ hành động nếu những ca sĩ và tài tử diễn viên đó qua mỹ không đúng cách và có những cái uh, gây tổn thương đối với cộng đồng này còn nước mỹ không cấm nước mỹ không hề cấm nha quý vị tôi đã giải thích quý vị rồi chỉ cần bên sở di trú họ cho giấy phép qua Mỹ với cái working visa là họ chỉ cần mà cái đó là đủ rồi họ có quyền trình diễn ở bất cứ giờ ở đâu hết vấn đề là họ không hát được tiếng Mỹ tức là họ không có nằm trong thị trường Mỹ họ qua đây chỉ hát cho cộng đồng gốc Việt thôi nhưng mà nếu họ đi không đúng cách hay là họ có những ngôn ngữ gây tổn thương cho cộng đồng này thì cộng đồng này có cái quyền phản ứng với họ nha rồi tiếp tục. À. Ok, à có passport Mỹ và do khác tên họ trên social và driver license không thể đăng ký vote, vậy em có đến chỗ à, bỏ phiếu dùng passport vote được không? Em phải chứng minh. Em phải chứng minh bằng cái driver license của em. Rồi à số social của em và em cho biết là bởi vì em chưa có thời gian đổi tên ở trên cái cái cái, cái những cái khác và trên cái passport của em thì em vẫn được quyền bầu bởi vì em đã là quốc tịch mỹ không ai cản trở quyền đi bầu của em được hết bất kể là có một số những cái trở ngại trong phần giấy tờ nhưng trên nguyên tắc em đã tuyên thệ thì em đã trở thành công dân mỹ mà khi em đã trở thành công dân mỹ thì em có đầy đủ những cái quyền đó em có đầy đủ hết không ai cản trở được cả họ có thể là khó khăn một chút xíu là bởi vì nó hơi phức tạp trong giấy tờ có điều cái anh lời anh khuyên là em phải gọi, chủ động tại cái này không có không em không ngồi chờ được em phải chủ động gọi cho SOSO SOSO -so, tức là bên bên cái xã à, an sinh xã hội em phải chủ động mang cái passport đó tới xếp hàng tại dmv để cho họ thấy là em đã có quốc tịch và em đã đổi tên hay đổi họ ở trên đó thì họ sẽ làm đó rồi sau đó em phải tiến hành những cái khác về cá nhân của em từ thẻ credit card, nhà băng cho tới những cái nợ của em bên ngân hàng vân vân. Tất cả đều phải do em tự mình đi làm. Không có ngồi đó chờ người ta làm cho mình. Tại vĩnh viễn sẽ không ai làm cho em hết. Ok. Nhưng cái quyền đi bầu của em không ai cản được. Tại đó là quyền của hiến pháp. Một khi em đã giơ tay, em thệ, em tuyên thệ thì coi như là em là em đã chính thức trở thành công dân Mỹ. Mà khi chính thức trở thành công dân thì cái quyền đi bầu là cái quyền không ai tước bỏ được của em hết nha yeah. rồi tiếp tục à, nếu Việt Nam đạt được chế độ dân chủ thì việc chuyên vị tiếng bảy có khả năng không khi thực hiện lại và uh, dân Bắc tràn vô dân ngập miền Nam thật sự nó sẽ không có ngày nào cộng sản còn cai trị thì sẽ không có dân chủ cho nên đừng nằm mơ là sẽ có dân chủ dân chủ là do chính quý vị đi đòi mà khi đi đòi thì sẽ xảy ra tình trạng đụng độ với kẻ kẻ cai trị và khi được đụng độ thì tùy theo khả năng của quý vị có được cái lực lượng đối đầu hay không rồi sau khi mà quý vị chiếm được một số khu vực thì quý vị có quyền claim khu vực đó là khu vực của quý vị đó là cái quy tắc còn nếu nó ngồi ngồi đó chờ xung đụng nó là việt nam có dân chủ vĩnh viễn không có khi nào hà cộng sản hà nội vẫn còn cai trị thì đừng nằm đừng nằm mơ tới chữ dân chủ nha rồi tiếp tục ok à lý do nào nhiều công ty đầu năm làm việc suốt ngày à, lắm đêm sau khoảng một tháng nay lại không có việc làm vậy tại vì họ phải dồn làm việc cho đã đầu năm để đạt được cái chỉ tiêu để đạt được cái mục tiêu khi đạt được rồi thì họ có thể nhàn nhã ở cuối năm đó là chuyện bình thường cũng giống như là các à, cái hệ thống chính phủ cũng vậy đây là cái quy tắc bình thường đầu năm họ dồn việc rất nhiều để hoàn tất thì khi mà họ đạt, đạt được mục tiêu thì cuối năm họ có quyền thảnh thơi xả ga và không lơ là không làm nữa đó là cái bình thường trong cuộc sống thôi nha rồi à ok đây là ý kiến phong có thể làm thêm tin nóng nhất xảy ra một ngày để khán giả của phong mỗi ngày bắt được tin tức nóng ví dụ như đài loan bị tên trung quốc tấn công nó chưa tấn công lấy gì có tin nóng tôi vẫn làm tin một ngày tôi có tới 3 cái bản tin cho quý vị thứ nhất là tin tổng hợp buổi sáng thứ hai là tin hoa kỳ quốc tế và việt nam rồi thứ ba là phần tin cập nhật buổi tối tôi đã làm hết rồi một ngày bao nhiêu đó tin là bao nhiêu đó tin thôi tôi đâu thể dựng chuyện được hay tôi đâu thể chế tạo tin giả để mà câu khách được tốt làm được chuyện đó những đài khác hay những cái nơi khác họ có quyền họ làm nhưng mà cái channel của tôi là chủ yếu đưa tin mỗi ngày mỗi ngày tôi có tới 3 mũi tin rồi nha rồi tiếp tục à nếu Đảng không hòa à, chiến thắng mùa này anh Phong có mở tiệc ăn mừng không? Câu trả lời là không. Bởi vì chiến thắng điều lần này là tất nhiên. Không có gì đáng ăn mừng cả. Thứ nhất là do sự chọn lựa của dân Mỹ, quân bình quyền lực của Đảng cầm quyền. Và thứ hai, chiến thắng lần này trừ phi mình chiếm 2/3 trong quốc hội thì tôi sẽ mở tiệc ăn mừng. Còn chi, 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 chiếm quá bán thôi đó thì cũng không đạt được mục tiêu nhiều. Kể cả lưỡng viện, hạ viện lẫn thượng viện, chiếm quá bán chỉ mang tính chất kềm chế được Joe Biden chứ không có thể thay đổi được cái uh, system của nước Mỹ. Trừ khi chúng ta có được 2/3 ở thượng viện, tức là trên 67 phiếu và chúng ta có được ít nhất là 300 phiếu ở dưới thượng viện, ở dưới hạ viện. Tức là chiếm quyền quá 2/3 uh, của phiếu. Thì lúc đó mới nói chuyện đi. Ok, lúc đó mới nói chuyện đi. Bởi vì quý vị, lúc đó Joe Biden mất quyền phủ quyết thì chúng ta đáng ăn mực. còn bây giờ chỉ thắng quá bán thôi tức là chiếm đa số hơn phiếu thôi thì có những cái sẽ còn nó sẽ còn bế tắc nhiều lắm trong thời gian sắp tới nhất là khi đảng cộng hòa chiếm lại cả lưỡng viện thì cuộc đối đầu giữa quốc hội và hành pháp sẽ xảy ra liên tục từ ngân sách cho quốc gia làm việc cho tới những cái nghị trình nó sẽ có sự đụng độ bởi vì khi mà quốc hội thông qua cho bên ký phủ quyết thì nó cũng không thành luật được. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow à. Uh, à. Uh. Ok, thứ nhất, Hiếu ngôn, em không thể liên lạc với anh qua điện thoại và nếu em cần giúp đỡ thì em cứ viết thẳng cái sự giúp đỡ lên lên đây. Tại vì anh không có giúp đỡ cá nhân. Ok, anh chủ yếu của anh là làm về vấn đề gọi là thông tin và giúp ý kiến cho mọi người chứ không có giúp đỡ cá nhân nha. Yeah. Rồi à. Uh. Wow à. Uh. Rồi lướt qua những cái uh, những cái đã đọc rồi nha. Ok. Lần bầu cử này bên dân chủ có thể dở trò lem nham nữa hay không và cách ngăn chặn như thế nào? Có, nhưng mà nó không ảnh hưởng lớn. Giống như lúc nãy tôi đã phân tích. Tức là sẽ có một số nơi, một vài nơi sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà không phải là đa số trên toàn quốc. Tại vì mỗi vị trí, mỗi khối cử tri khác nhau. Đó tôi vừa đưa nêu cái điển hình của trường hợp bà Michelle Steele hay là Kevin McCarthy. Bây giờ ai lật được Kevin McCarthy đây? Trong khi 80% dân ở Bakerfield bỏ phiếu cho Kevin McCarthy. Hay là 90% ủng hộ cho Nancy Pelosi ở San Francisco. Ai lật được lá phiếu của bà ta đây? Ai có thể gian lận được phiếu để lật được bà ta đây? Hay là ai có thể gian lận được phiếu để lật được Kevin McCarthy đây? Do đó, nó có thể xảy ra ở một vài cái vị trí. Nhưng mà không phải là toàn diện. Nha. Rồi tiếp tục. À, nếu đảng cộng hòa chiến thắng cuộc bầu cử là lần này sẽ bao lâu được chấp chắn? sau đó sau bầu cử thì họ có hai tháng tức là từ tháng 12 cho đến tháng giêng sau tháng giêng là tất cả những người tác cử đều bắt tay làm việc sau cuộc bầu cử tháng 11 thì đây là cái là coi như là họ xong và tháng giêng sẽ là kỳ họp đầu tiên của quốc hội tại sau tháng 12 là họ sẽ không có họp trừ phi có bế tắc về ngân sách còn tháng 12 coi như là toàn bộ quốc hội sẽ nghỉ lễ. Và phiên họp đầu tiên sẽ là rơi vào tháng Giêng. Thì phiên họp đó là sẽ những nhân vật mới đắc cử sẽ chính thức tham dự phiên họp nha. Rồi tiếp tục à wow à Anh Phong không làm tin về Ukraine, no, tôi vẫn làm tin. Tôi vẫn làm tin về Ukraine những cái tin cần thiết thôi, còn những cái chiến thuật à, thắng qua thắng lại chiếm cứ điểm này, cứ điểm kia thì tôi thấy không cần thiết tôi chỉ đưa những tin cần thiết và nó ảnh hưởng khu vực xung quanh còn tôi không thích đưa những cái tin ô oh, hôm nay nga bị chết bao nhiêu người rồi ukraine chiếm được lại một cái điểm này mấy cái tin đó mình đưa không mất thời gian cái chúng ta nhìn vào là toàn diện của cuộc chiến tôi vẫn đưa tin mỗi ngày nhé đừng có nói là tôi không đưa tin nha rồi tiếp tục à anh Phong theo anh Phong Nam cộng của sập không à, đang bị bắt cộng bóp sập thì không sập nhưng mà sẽ trở thành à, công cụ và không có quyền lực lên tiếng còn sập thì họ không sập đâu có điều là đám Nam cộng thì nó nó nói thẳng với quý vị một câu nha nó tàn ác hơn đám bắt cộng và nó hèn hơn đám bắt cộng nhiều lắm do đó quý vị nó dễ dàng thỏa hiệp đó là cái tôi nhìn thấy rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. À, Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và đừng à, rời khỏi làn sóng của TNP Channel. Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye!